Xin chào anh em, chào mừng quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao ạ. Nó sẽ bản giữa bản tiêu chuẩn và bản cao cấp em nhá. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao này. Khi mà sang đầu tháng 5 này đang có chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, phép đi vào vấn chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 206 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt đầu tháng 5 này, giá bán xuống còn với giá đang là 831 triệu thôi ạ. Vậy thì chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao này, năm ấy nổi đang là 926 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 271 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 896 triệu. Trả góp thì đang là 241 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 914 triệu. Trả góp thì đang là 260 triệu ạ. Còn một giá tốt hơn hay là khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bài như nào thì anh em quyết định cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá ông đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo tiệu cho về những tính năng option của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m973, rộng là 1m90, còn cao là 1m50 ạ. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m968, còn khoảng sáng cầm xe đang là 15cm. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về phần đầu xe. Phần đầu xe của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 này thì phần đầu xe của nó được dập nổi rất là nhiều, giúp cho phần đầu xe cảm giác rất là sang trọng và mạnh mẽ. Phần đầu xe của bản nâng cao này thì nó sẽ sử dụng đèn LED nhé, đèn full LED đấy ạ. Cả đèn cốt đấy, đèn pha. Và logo VinFast đặt chính giữa, lối liền mạch nó là hai cụm đèn, tạo ra phần đầu xe cảm giác nó rất là sang trọng và phần đầu xe khá là rộng rãi ạ. Các tính năng an toàn về phần đầu xe gồm có cảm biến góc trước này và có cả camera 360 độ đấy ạ. Chiếc xe này sẽ có camera 360 độ dành cho bản nâng cao và bản cao cấp ạ, bản tiêu chuẩn sẽ không có. Đó. Về tiếp theo giới thiệu cho em về phần sườn xe. Phần sườn xe của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao này thì được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và rất sang trọng ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần bánh xe. Bánh xe của chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm. Vành của chiếc xe này sẽ là vành 18 inch cho bản nâng cao và bản tiêu chuẩn ạ. Còn bản cao cấp vành cho sẽ là vành 19 inch nhá. Vành 19 inch đây ạ, rất là to ạ. Các tính năng an toàn cho chiếc xe về bánh xe này gồm có như sau: phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này và rất nhiều tính năng an toàn. Thì em xin phép cuối video sẽ lại giới thiệu cho em về những tính năng an toàn nhá. Về phần sườn xe của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 này thì nó được dập nổi này và có thanh nẹp chrome, tạo cho phần sườn xe nó được trường xe hơn, dài xe hơn và cảm giác chiếc xe cảm giác rất là trường xe nhá. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao này sẽ là gương cho nó là gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện ạ, cụp gương tự động ạ. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nha trên gương và có cả camera 360 độ ạ. Và tích hợp thêm đó chính là tính năng có sấy nữa ạ. Ok, giờ em sâu về bên trong nội thất để giới thiệu cho em ạ. Đây, giới thiệu cho em về nội thất của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao. Nội thất của nó thì rất là sang trọng ạ, ghế được bọc da, vô lăng 3 chấu ạ. Tích hợp trên vô lăng có đàm thoại dành tay, điều chỉnh âm lượng, của đối control, đó chính là ga tự động ạ. Về túi khí thì bản này sẽ là có 6 túi khí nhá. 6 túi khí đấy ạ. Còn đây sẽ là điều chỉnh đèn này, các chế độ ạ. Còn về giới thiệu cho em về phần hộp số. Hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 8 cấp nhá. Hộp số tự động 8 cấp đấy ạ. Các nút bấm dưới là có là Smart Key này, phanh tay là phanh điện nhá, không phải là phanh cơ đâu ạ. Về màn hình giải trí do là màn hình cảm ứng 10,4 inch ạ. 10,4 inch ạ, giúp cho phần màn hình của nó sẽ rất là to bản, rất là sang trọng ạ. Về âm thanh của nó sẽ là âm thanh 13 loa âm ly ạ. Ghế bản này thì sẽ là sử dụng ghế là ghế chỉnh điện 4 hướng và chỉnh cơ 2 hướng ạ. Còn bản cao cấp thì sẽ là chỉnh 12 hướng nhá. Còn tiếp theo giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai của nó sẽ là giống như hàng ghế đầu tiên, ghế được bọc da Và hàng ghế thứ hai nó gập được 640 và có cả tựa tay trung tâm ạ. Và ở với hàng ghế thứ hai có thêm tích hợp thêm là có thêm cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhá. Thêm hai cửa gió hàng ghế thứ hai đấy ạ. Và có cả cổng sạc điện thoại, cổng điện 12V. Rất là tiện lợi cho em mà ngồi hàng ghế thứ hai, mát hơn, nhanh hơn rất là nhiều ạ. Đây điểm cộng rất là lớn nhá. Ok, tiếp theo em sang phần đuôi xe. Đuôi xe của chiếc xe này có những gì em xin phép giới thiệu cho em ạ. Đây, đuôi xe nhá. Phần đuôi xe của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao này nó được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe phần đuôi xe rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và rất sang trọng ạ. Cụm đèn phía sau nó sử dụng là đèn full LED ạ. Cả đèn full LED nhá. Và logo là chính giữa đối liền mạch giữa cụm đèn, tạo ra phần đuôi xe cảm giác rất là sang trọng ạ. Bô chiếc xe này là sử dụng là bô kép ạ. Và tính năng an toàn phần đuôi xe gồm có cảm biến lùi này, camera lùi ạ, và có cả camera 360 độ ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần động cơ. Động cơ của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 này sử dụng là động cơ 2.0, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp biến thiên với công suất cực đại nó đang là 174 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 300 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút. Dung tích bình nhiên liệu bản này sẽ là 70 lít ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng an toàn ạ. Tính năng an toàn của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 này gồm có phanh trước, phanh sau đều là phanh đĩa hết. Hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi dốc. Cảm biến trước, chức năng cảnh báo điểm mù, cảm biến đỗ xe, camera lùi, camera 360 độ, hệ thống dây an toàn 3 điểm, móc Isofix an toàn trẻ em, cả hệ thống chống trộm, mã hóa động cơ. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần màu sắc. Màu sắc chiếc xe này thì có rất nhiều màu cho em lựa chọn. Màu đen như mình đang xem, màu trắng, màu cam, màu nâu, màu xanh, màu xám, màu đỏ và màu bạc ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng lăn bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của VinFast cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota hay là rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì mới đăng ký kênh em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.